Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 22 quan mục văn dĩ Tức xã sở ái Tâm hòa Phật tượng Nhi cúng dược chi Phục cung kính Tâm bi khắp chim lễ Cô quan mục Y giáo phụng hành Xã sở ái Sở ái là tài vật Phải đem tiền của chính cô dùng để tạo tượng hiện nay tạo tượng thuận tiện hơn trước đây rất nhiều trước đây tạo tượng các vị biết hoàn toàn là sản phẩm thủ công mỹ nghệ tốc độ vô cùng chậm chạp điều khắc phải tốn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành một bức tượng hoàn hảo ngay cả vẽ tranh cũng không phải là việc dễ dàng vẽ một bức ảnh phật cũng phải rất nhiều ngày đây là điều chúng ta biết hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tạo tượng phật đắp nặng một bức tượng phật có thể trước tiên phải đắp mô hình hiện nay người ta gọi là sản xuất hàng loạt có thể cung cấp phổ biến cho rất nhiều đại chúng để cúng dường thế thì phước này sẽ càng lớn hơn Tranh vẽ hiện nay có thể in ấn. Có thể vẽ một bức hình Phật Bồ Tát thật trang nghiêm. Sau đó in một cái là có cả vạn đến hàng trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu bức. cung cấp phổ biến cho tất cả đại chúng cúng dường cho nên người hiện nay tu phước thuận tiện hơn người thời xưa quá nhiều và người hiện nay tạo nghiệp cũng thuận tiện hơn người thời xưa nhưng tu phước cũng là thuận tiện đây là trên kinh địa tạng nói tuy chúng sanh cõi diêm phù đề rất dễ tạo tội nghiệp nhưng họ cũng rất dễ quay đầu Thật sự có người khuyên bảo chỉ dẫn Giải thích rõ cho họ Thì họ quay đầu rất nhanh Ở trong tất cả chúng Bồ Tát Thù thắng nhất Không có gì nào bằng Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng ứng hóa Tại núi Cửu Củ Hoa Của thế gian chúng ta Bồ Tát Quan Âm Ứng hóa ở núi Phổ Đà Đặc biệt là Có duyên với người Trung Quốc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Vào năm Khang Hy Khoa chú của Pháp Sư Thanh Lương Chú hay vô cùng Tùy văn tự sâu một chút nhưng đối với người hiện đại mà nói nói thật ra cũng đúng là rất tiện lợi cho chúng ta để học quốc văn chúng ta hãy xem bạn chú giải kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện như là sách học quốc văn vậy Vậy không phải rất tốt sao Bạn chú giải này Nếu như sau này chúng ta có duyên Sắp xếp được thời gian Sẽ giảng tỉ mỉ lại một lần nữa Là giống như giảng quốc văn vậy Khiến cho chúng ta có thể nâng cao cảnh giới hơn nữa đối với văn tự văn học trung quốc và đối với nội dung của bổn kinh sẽ có nhận thức sâu sắc hơn thấu triệt hơn và chắc chắn có lợi ích to lớn đối với đời sống làm việc đối nhân xử thế của chúng ta giống như trên kinh nói là lợi ích công đức không thể nghĩ bà thời hiện nay trong thời đại lớn này hầu hết đại chúng trong xã hội đều xem nền giáo dục phật giáo thành tôn giáo khiến cho các đồng tu học phật của chúng ta mê mất phương hướng đây là điều vô cùng bất ảnh có cơ duyên tiếp xúc được chánh pháp thì phải có trách nhiệm đem bản chất chân thật của Phật Pháp giải thích rõ ràng cho đại chúng xã hội để cho mọi người thật sự hiểu rõ Phật Pháp không phải tôn giáo cũng không phải là triết học là gì vậy? là giáo dục sống giáo dục phá mê khai ngộ hướng dẫn lìa khổ được vui chúng ta nhận thức hoàn toàn đúng gì nó thì mới có thể đạt được lợi ích chân thật đoạn này là kể lại việc cô quan mục tiếp nhận sơ chỉ dạy của la hán trở về y giáo phụng hành Xả sở ái là đoạn tham Tham là phiền não căn bản Toàn bộ tất cả phiền não Đều là từ đó mà sanh ra Cho nên cái này chính là đoạn tất cả ác Đắp vẽ hình ảnh Phật Bồ Tát Để cúng dường Chim lễ là tu tất cả thiện chim lễ cúng dường xưng danh nhất định là phải y giáo tu hành tu hành là điều chỉnh tất cả hành vi sai lầm trong việc sống làm việc đối nhân xử thế của chúng ta đây gọi là tu hành cô làm như vậy quả nhiên có cảm ứng Hốt ư Dạ hậu mộng kiến Phật Thân kim sắc hoảng diệu Như tu di sơn phóng đại quang minh Cảm ứng của cô Là có được ở trong mộng Nhìn từ Trên kinh văn cô là vẽ hình phật cúng dường hình phật do vẽ mà có bức hình phật này chính là hình thanh tịnh liên hoa mục như lai cung kính cúng dường cô liền cảm được phật xuất hiện ở trong mộng tâm hiếu khẩn thiết cảm động đến phật gia trị nhi cáo quan mục nhữ mẫu bất cửu đương sanh nhữ gia tài giác cơ hàng tức đương ngôn thuyết đây là nói cho cô biết mẹ của người không lâu nữa bà sẽ lại đến nhân gian đây là nói cho cô biết đã thoát khỏi ác đạo rồi bởi vì cô bỏ tiền của tạo tượng cúng dường nhờ công đức cung kính nên mẹ của cô thoát khỏi địa ngục rồi trọng tội đã tiêu hết rồi mà vẫn còn tội dư lại cho nên không bao lâu nữa sẽ sanh vào nhà của cô đứa bé này chào đời liền biết nói ngay rất đặc biệt vừa chào đời liền biết nói ở trong thế gian này của chúng ta cũng có vừa sanh ra đã biết nói chuyện họ nhớ được chuyện đời trước của họ Loại tình trạng này ở trong Phật Pháp Gọi là đoạt thai Chuyện này nói ra thì rất dài dòng Khi người mẹ mang thai Mang thai một người khác Người này có duyên rất mỏng Với mẹ của họ Đến đây làm gì? Đòi nợ Là quỷ đòi nợ Thiếu nợ không nhiều Nên nó khiến cho người mẹ đó khó chịu Trong vòng 10 tháng bị cực khổ Đứa bé này vừa chào đời liền chết ngay Và mẹ của cô quan mục Liền mượn thân đó của họ để sống dậy Nên gọi là đoạt thai Thần hồn của họ lìa khỏi Thì thần hồn của mẹ cô quan mục Liền nhập vào Sự việc đó là như vậy Là đoạt thai Bà không có trải qua Nỗi khổ 10 tháng trong thai cho nên bà sẽ nhớ được rất rõ ràng Rất minh bạch chuyện của mình Đạo lý nó là như vậy Người thông thường thì phải ở trong thai 10 tháng Gọi là nỗi khổ của thai ngục Trong 10 tháng là giống như Ở trong địa ngục vậy Thọ khổ vô cùng Nên quên hết sạch sẽ Chuyện đời trước Chúng ta có thể hiểu được loại sự việc này Chúng tôi đã từng nhìn thấy Có một số trẻ em lúc nhỏ hai ba tuổi được xem là vô cùng thông minh lanh lợi đến khoảng bốn năm tuổi thì bị một trận bệnh nặng sau khi bị trận bệnh nặng sốt cao thì nó trở thành khờ khạo trở thành đần độn không còn nhớ bất cứ chuyện gì cái gì thử nghĩ xem một lần bị bệnh nặng nghiêm trọng thì có thể làm mất hết trí nhớ của bạn. Huống hồ là 10 tháng thai ngục chứ. Đây là điều chúng ta có thể hiểu được. Là quên hết sạch sẽ chuyện của đời trước. Chỉ có người đến bằng đoạt thai, vì họ không có thọ qua cái khổ này nên họ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong nhà cô quả nhiên có xảy ra sự việc này. Kỳ hậu gia nội tùy sanh nhất tử vị mãn tam nhật nhi nãy ngôn thuyết khể thủ bi khắp cáo ư quan mục người đầy tớ trong nhà cô đã sanh được một bé trai đứa bé này chính là mẹ của quan mục đến đầu thai là hoàn toàn tương ưng với những gì phật đã nói với cô ở trong mộng đứa bé này sanh ra đến ngày thứ ba nhìn thấy quan mục liền khể thủ khể thủ chính là gật đầu trẻ con mới ba ngày chúng ta biết được động tác của nó còn chưa linh hoạt nhưng nó biết gật đầu biết lệ kính Biểu cảm rất đau buồn Nói với quan mục là Sanh tử nghiệp duyên quả báo tự thọ Ngô thị nhữ Mẫu cửu xứ ám minh Tự biệt nhữ lai lũy đọa đại địa ngục Đây là kể về bà Tuy bà đã chết chưa có bao lâu Nhưng ở trong địa ngục phải thọ những tội thọ những nỗi khổ này chúng ta thường nói là sống một ngày bằng một năm điều này cũng chứng tỏ thời gian không phải chân thật không phải pháp thật thời gian là khái niệm trừu tượng của chúng ta giống như trong tiểu thuyết bút ký thời cổ của trung quốc Tiểu thuyết bút ký đời đường Có viết chuyện mộng hoàng lương Thời gian trong mộng rất ngắn ngủi Hoàng lương Là gạo kê Nấu cháo hạt kê Hạt kê rất dễ chín Nhìn chín hơn nhiều so với gạo thường Cháo vẫn chưa có nấu chín Ông ở bên cạnh ngủ gục Đã nằm thấy mộng Tỉnh mộng rồi Nồi cháo vẫn chưa chín bạn nói thời gian này ngắn cỡ nào Chưa được mấy phút Thế nhưng Ông ở trong mộng Đã trải qua mấy mươi năm rồi Chứng tỏ Độ trên là thời gian đó là rất lớn Nhân dân chúng ta dường như chẳng bao lâu Thời gian không lâu nhưng bà ở trong địa ngục Dường như đã trải qua mấy đại kiếp rồi Cảm thọ đó của bà là chân thật Thật sự là khoảng thời gian rất dài rất dài Cửu xứ ám minh Đây chính là điều chúng ta vừa mới nói là cảm nhận về thời gian Và không gian không như nhau Cảm nhận thời gian ở trong địa ngục Là cực kỳ dài Cũng giống như thiên nhân nhìn chúng ta vậy Nếu như nhìn chúng ta Từ trời đâu xuất Nhân gian chúng ta 100 năm Sống 100 tuổi là rất dài, rất dài. Ở trời đâu suốt chỉ mấy giờ đồng hồ. Nếu như dùng 24 giờ đồng hồ để tính, thì một phần tư ngày là 6 giờ đồng hồ. 100 năm nhân gian là 6 giờ đồng hồ ở trời đâu suốt. Thì nhân đâu suốt cảm thấy rất nhanh. Sao mới có một lát mà ở cõi người đã 100 năm rồi? Tình mấy chục ngày ở nhân gian chúng ta thì trong địa ngục đã là mấy đại kiếp rồi nơi bà đọa là địa ngục lớn không phải địa ngục thông thường vì tạo tội nghiệp quá sâu quá nặng lúc còn trẻ khi tôi chưa có học phật cũng là thích ăn thịt tôi tạo nghiệp nặng hơn người bình thường thời gian kháng chiến tôi thường hay đi săn bắn sau khi đọc kinh địa tạng thấy sợ hãi thật sự là sợ hãi liền ăn trường chay không dám ăn thịt nữa biết được mình tạo tác tội nghiệp rất nặng lúc nhỏ không biết cha tôi thích săn bắn cho nên chúng tôi thường hay đi theo người lớn lên núi săn bắn mỗi ngày đều có động vật hoang dã đem về Tôi đi săn hết 3 năm 17 tuổi 17, 18, 19 16 tuổi 16 tuổi đã bắt đầu đi săn Cho nên khả năng bắn súng của tôi Gần như là bách phát bách trúng Không cần phải ngắm Tôi có khả năng này Mỗi ngày chí ít cũng bắn 20 phát đạn Không đi săn cũng luyện tập Cha tôi là một quân nhân Thời gian đó là chiến tranh với người Nhật Bản Ông quản lý Vũ khí, quân dụng Quản lý những vũ khí này Cho nên trong nhà chúng tôi súng ống rất nhiều Là cơ hội tạo nghiệp Ngày ngày cho bạn luyện tập Trẻ con có đứa nào mà không thích chơi súng chứ Chúng tôi chơi súng thật khả năng bắn rất giỏi Là do ngày ngày luyện mà nên Bạn không luyện làm sao mà được như vậy Phải luyện Việc gì cũng phải thâm nhập một môn Huân tu trường kỳ Cho nên khả năng bắn súng của tôi Rất chính xác Nhưng tạo nghiệp Thì rất nặng Lúc đó do không biết Sau này học Phật rồi Đọc Kinh Địa Tạng Đọc xong thấy sợn gai ốc Nhìn thấy tình trạng cha tôi chết là hoàn toàn giống như những gì trên kinh nói. Lúc cha tôi chết là phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi thì liền chạy lên núi, nhìn thấy sông liền nhảy xuống sông, là hoàn toàn giống như trên kinh nói vậy. Là chính mắt tôi nhìn thấy. Chúng tôi lên núi là săn bắn những con thú hoang này ở dưới nước thì Chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để đánh cá Sau khi dứt thuốc nổ xuống Thật sự là có cả mấy ngàn đến mấy dạng con cá chết nổi lên Bạn nói xem tội nghiệp này Nặng cỡ nào chứ Săn bắn được thì tương đối ít Chứ đánh cá dưới sông thì khủng khiếp rồi Chúng tôi thường làm việc này Hiện tại hiểu được rồi Biết được tội nghiệp này là vô cùng nặng Sát sanh thì quả báo đoán mạng Cha tôi 45 tuổi thì qua đời rồi Sau này tôi học Phật Người ta chấm tử vi cho tôi Họ nói tuổi thọ của ông không thể vượt qua 45 tuổi Tôi tin điều này Cho nên tôi học Phật Rất tinh tấn Bởi vì thời gian Chỉ cho phép đến 45 tuổi thôi Năm 45 tuổi đó Bị một trận bệnh Bị bệnh một tháng Tôi cũng không đi tìm thầy thuốc Cũng không có uống thuốc Bởi vì trong lòng nghĩ mạng sắp hết rồi Thầy thuốc là chữa bệnh Chứ không thể chữa mạng được Cho nên trong một tháng Chỉ niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Niệm một tháng như vậy Thì bệnh tự nhiên khỏi Sau này có một năm Ở trong Pháp hội Nhân Vương Tại Đài Loan Gặp được Phật sống Cam Châu vị này cũng là bạn cũ của tôi Sau khi ngài gặp tôi Thì vô cùng quan hỷ Nói với tôi là Mấy năm nay thầy giảng kinh hoàng Pháp Nhiều như vậy Công đức rất lớn Ngài nói Thầy vốn dĩ không có phước báo Giả lại đoán mạng Hiện tại Thầy không những có phước báo Mà còn trường thọ nữa Đây cũng là nhờ phước báo Hoàn pháp lợi sanh Ngay tại đời hiện tiền Tôi không có mong cầu trường thọ Chỉ là sau khi giác ngộ Sáng tỏ rồi Thì không còn gì chính mình nữa Tất cả Vì Phật Pháp Vì chúng sanh cho nên được cảm ứng đối với chính mình mà nói tôi lúc nào cũng muốn ra đi tôi đối với thế gian này không có một mảy may lưu luyến thân thể lưu lại ở thế gian này là phước của chúng sanh chúng sanh cần phật pháp cần thì lưu lại thêm mấy ngày Chúng sanh không cần nữa Phật Pháp cũng không cần nữa Thì lập tức đi ngay Không hề lưu luyến Đây là tâm thái hiện nay Của chính tôi Tôi rất quan hỷ về thế giới cực lạc cho thật sớm Để gần gũi a di đà Phật Đây là kể lại chuyện Tạo nghiệp thọ báo Nếu tôi không học Phật thì nhất định cũng phải thọ báo trong địa ngục rồi không còn lời nào để nói nghiệp duyên của bạn ở nơi này sanh tử nghiệp duyên quả báo tự thọ chuyện này đâu thể trốn thoát được chứ mẹ của cô quan mục chỉ là thích ăn chúng ta không những thích ăn mà còn tạo nghiệp sát sanh giết hại quá nhiều quá nhiều rồi Dưới đây nói Phía dưới đây là mẹ cô cảm ơn cô Mong nhữ phước lực Phương đắc thọ sanh Vi hạ tiện nhân Hữu phục đoán mạng Thọ niên thập tam cánh lạc ác đạo Nhữ hữu hà kế lệnh ngô thoát miễn Đây là bà nói với con gái mình Ta nhờ cô Tạo tượng Cúng dường Tu phước Có thể thoát khỏi địa ngục như vậy mới được thân người Được thân người là thân người hạ tiện Là con của người đầy tớ Ở trong nhà cô Hơn nữa Lại đoán mạng Chỉ có 13 tuổi Sau 13 tuổi Còn phải bị đọa vào ác đạo Nên đem chuyện này nói cho cô biết Cô có biện pháp gì để cứu tôi không? quan mục văn thuyết tri mẫu vô nghi ngạnh yết bi đề nhi bạch tỳ tử ký thị ngã mẫu hợp tri bổn tội tác hà hành nghiệp đọa ư ác đạo cô quan mục nghe thấy chuyện này trong giấc mộng phật đã nói cho cô biết trước chuyện này hoàn toàn trở thành hiện thực biết chân thật là mẹ của cô Đến nhân gian để đầu thai Nghe thấy bà kể về những sự việc này Tuổi thọ chỉ có 13 tuổi Cho nên Càng cảm thấy bà thật sự đáng thương Vậy mới hỏi bà Bà đã là mẹ của tôi tái lai Mẹ nên biết mình đã tạo tội gì mà phải bị đọa vào trong ác đạo gì tỳ tử đáp ngôn dĩ sát hại hủy mạ nhị nghiệp thọ báo nhược phi mong phước cứu bạc ngô nạn dĩ thị nghiệp cố vì hiệp giải thoát vậy là đã kể rõ ràng với cô rồi do đời trước sát sanh hại mạng thích ăn thịt Đặc biệt ưa thích hải sản Là phía trước đã nói rồi Sát sanh hại mạng quá nhiều quá nhiều Sự báo đền Cho những oan nghiệp này Ở đây vẫn chưa có Đọa địa ngục là tánh tội ở trong ngũ giới mà Phật chế định Thì sát sanh trộm cấp Dâm dục Vọng ngữ Là tánh tội Không thọ giới Mà tạo vẫn có tội Không thể nói là không có tội Đây là bốn trọng tội Bất luận bạn có Phật Pháp hay không Có học Phật hay không Bạn tạo rồi đều là tội nghiệp cực nặng lúc tạo xem tâm bạn là dùng tâm gì xem nghiệp bạn tạo sâu rộng cỡ nào mà quy kết tội khác nhau nghiệp bà tạo là cố ý mặc sức tạo tội nên tội này là nặng rồi sát sinh hại mạng hủy mạ phần lớn là nói đối với người thiện việc thiện phật pháp họ không tin người khác khuyên họ không những không tiếp nhận mà còn phỉ bán mắng chửi người ta nếu như chúng ta đem chuyện trong kinh địa tạng kể cho họ nghe họ lắc đầu không tin cho là lừa gạt người đây chính là phỉ bán phật phỉ bán pháp Tội này là càng nặng hơn nữa Là do Hai loại tội nghiệp này Mà thọ quả báo địa ngục Nhược phi mong phước cứu bạc ngô nạn Nếu không nhờ con gái tu phước cho bà Thì bà không có cách gì Mà giải thoát được rồi Bà phải tiếp tục thọ khổ báo địa ngục sau khi tội báo Ở trong địa ngục thọ mãn rồi Còn phải đọa vào Ngạ quỷ xúc sanh Để mà trả nợ Nợ mạng này vô cùng khủng khiếp Những chúng sanh mà bạn đã giết hại Đều phải đền trả cho họ Thiếu tiền thì phải trả tiền Thiếu mạng thì phải đền mạng Trước đây Đại sư An Thế Cao Đã hai lần đền nợ mạng Tại Trung Quốc Trong truyền ký có ghi chép Hai lần nợ mạng này Là do trước đây ông ngộ sát Không phải cố ý sát hại Là ngộ sát Vẫn phải trả nợ Hai lần này cũng là bị người khác ngộ sát Nhân duyên quả báo Một mảy may không sai chạy Chúng ta phải giác ngộ Nếu như không thể giảng sanh Về thế giới Tây Phương cực lạc Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Hay nói cách khác Những oan nghiệp mà chúng ta Đã kết với chúng sanh trước đây Cùng với đời này Nên biết là Thấy đều phải đền trả Vậy thì khủng khiếp biết bao đến đời nào mới có thể trả xong chúng ta không thể không giác ngộ rồi bất luận bạn có học phật hay không đây là sự thật ai cũng không thể tránh khỏi được ai cũng là vô phương trốn thoát chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này cách duy nhất có thể cứu mình có thể độ chúng sanh có thể hóa giải những oan nghiệp từ vô lượng kiếp này chỉ có một phương pháp là cầu sanh tịnh độ sau khi sanh về tịnh độ rồi chúng ta sẽ có năng lực mỗi ngày trên thì cúng dường chư phật dưới thì độ hóa chúng sanh đem tất cả công đức tích lũy được này mà hồi hướng cho Hoàng gia trái chủ Từ vô thủy kiếp đến nay Giúp họ phá mê Khai ngộ Lìa khổ Được vui Thì mới có thể Xóa bỏ Hóa giải hết Oan nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay Ngoài phương pháp này ra Nhất định không thể tìm được Phương pháp thứ hai nào khác Cho nên chư Phật Như Lai Khuyên dạy chúng ta Phải phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Cầu sanh tịnh độ Chính là đạo lý này Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Quang mục vấn ngôn Địa ngục tội báo kỳ sự vân hà Quang mục cũng muốn hỏi thăm xem Rốt cuộc Tình trạng Ở trong địa ngục là như thế nào Tỳ tử đáp ngôn Tội khổ chi sự Bất nhẫn xương thuyết Bách thiên tuế trung tốt bạch nan cánh đương nhiên bà cũng kể cho cô nghe một số chuyện có thể kể hết không không thể kể hết quá khổ rồi khổ đến mức không nhẫn tâm nói ra một trăm năm một nghìn năm cũng nói không hết được đây là đích thân mẹ cô bị đọa vào địa ngục cảm nhận được quan mục văn dĩ đề lệ hào khắp nhi bạch không giới ngước mặt lên trời phát nguyện nguyện ngã chi mẫu vĩnh thoát địa ngục tất thập tam tuế cánh vô trọng tội cập lịch ác đạo đây là Quang mục Vì mẹ mà phát thệ nguyện rộng lớn Trước tiên mong cầu Cho mẹ mình vĩnh viễn Thoát khỏi ác đạo Giống dĩ Mẹ cô sau 13 tuổi Vẫn phải bị đọa ác đạo Vẫn còn tiếp tục thọ khổ Cô ngước mặt lên trời mà cầu nguyện Thập phương chư Phật Từ ai mẫn ngã Thính ngã vị mẫu Sở phát quảng đại thệ nguyện Nhược đắc ngã mẫu Vĩnh ly tam đồ Cập tư hạ tiện Nải chí nữ nhân Chi thân vĩnh kiếp bất thọ giả Nguyện ngã tự kim nhật hậu Đối thanh tịnh liên hoa Mục như lai Tượng tiền Khước hậu Bách thiên vạn ức kiếp trung Ứng hữu thế giới Sở hữu địa ngục Cập tam ác đạo Chư tội khổ chúng sanh Thề nguyện cứu bạc Lệnh ly địa ngục ác thú Xúc sanh ngạ quỷ đẳng Như thị tội báo đẳng Nhân tận thành Phật cánh Ngã nhiên hậu phương thành chánh giác Quang mục là tiền thân của bồ tát địa tạng mẹ của cô thật sự được vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo vì sao vậy nếu như không có việc mẹ bị đọa địa ngục đau khổ như vậy thì làm sao cô có thể phát tâm được công đức của mẹ cô là từ đây mà có là bởi vì bà đọa vào địa ngục thọ khổ sở cùng cực như vậy là động lực làm người con hiếu này phát tâm rộng lớn cô có thể phát nguyện rộng lớn như vậy là do nhân duyên hiếm có từ mẹ cô bị đọa ác đạo mà ra nếu không có sự việc này thì cô chắc chắn sẽ không phát tâm cô cũng sẽ không sắm sửa đồ cúng dường cũng sẽ không bỏ tiền của ra tạo tượng mẹ cô là tăng thượng nghịch duyên cho cô cho nên thật sự là người còn kẻ mất đều được phước lợi được đại lợi ích lợi ích không thể nghĩ bà khi nguyện này vừa phát ra xin thưa với các vị thì mẹ cô vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác đạo lý này chúng ta phải hiểu tâm nguyện của cô chúng ta phải nhớ kỹ nếu như chúng ta cũng có thể dùng nguyện của bồ tát địa tạng đã phát làm bổ nguyện của chính mình chính mình cũng phát nguyện giống y như vậy thì bạn chính là hóa thân của bồ tát địa tạng công đức này là không thể nghĩ bà không những cha mẹ quyến thuộc trong đời quá khứ của mình có thể vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo nhà phật thường nói một người con thành phật thì tổ tiên ông bà chính đời được sanh thiên là tổ tiên chính đời gì trước Đều có thể lìa khỏi nỗi gỗ, Ác đạo Sanh thiên hưởng thiên phước Lời nói này là thật Không phải là giả Chúng ta từ trong đoạn kinh văn này Có thể thể hội một cách sâu sắc Cô phát nguyện ở trước tượng Phật Trong trăm nghìn dạng ức kiếp từ nay về sau. Sức mạnh nguyện lực của cô không phải là nhất thời. Không phải trong thời gian ngắn. Cũng không phải gì một nơi mà là chỉ cần thế giới nào có địa ngục và ba đường ác. Bạn thấy nguyện hạnh này lớn cỡ nào? Không gian bao lớn Thời gian vô hạn Vì mặt không gian Là tận hư không khắp pháp giới Chỉ cần nơi nào có địa ngục và ba đường ác Tất cả chúng sanh bị khổ nạn ở trong đây Cô phát thệ nguyện rộng lớn Đi cứu vớt họ Muốn giúp những người này vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục ác thú Xúc sanh ngạ quỷ Nguyện cho những người thọ tội này Người gặp phải khổ nạn Giống như mẹ của cô Họ đều đã hoàn toàn thành Phật rồi Sau cùng chính mình mới thành Phật Đây chính là Địa ngục chưa trống không Thề không thành Phật Địa ngục trống không rồi Thì ngạ quỷ xúc sanh đương nhiên sẽ trống không Đây là đạo lý nhất định rồi Phát thệ nguyện dĩ Cụ văn thanh tịnh liên hoa mục như lai Nhi cáo chi viết Quan mục nhữ đại từ bi thiện năng vị mẫu pháp như thị đại nguyện Đây là tâm hiếu cảm đến chư Phật Nguyện này vừa phát ra Liền nghe thấy có âm thanh Chưa có nhìn thấy hình ảnh Phật Nghe thấy tiếng của Phật Cảm ứng vô cùng rõ rệt cảm rõ rệt, ứng rõ rệt. Cô phát nguyện ở trước tượng Phật, đây là cảm, cảm rõ ràng, lập tức được Phật ứng rõ ràng. Phật liền nói với cô, cô nghe thấy tiếng của Phật nói với mình là: "Nhà ngươi rất có lòng từ mẫn." Đây là tâm đại từ đại bi. phổ độ tất cả chúng sanh chân thật của như lai thiện năng vị mẫu tâm nguyện tâm đại từ mẫn này của ngươi là bởi do nhân duyên mẹ ngươi đọa ác đạo nên ngươi mới phát ra ngô quán nhữ mẫu thập tam tuế tất xả tử báo dĩ sanh vi phạm chí thọ niên bách tuế phật nói với cô Nghiệp báo của mẹ ngươi Đã chuyển đổi rồi Nguyễn vừa phát liền chuyển ngay Mẹ của ngươi sau khi 13 tuổi chết đi Bà vẫn được thân người Hơn nữa rất thụ thắng Sanh làm người phạm chí Là người tu hành trong tôn giáo bà La Môn Giả lại trường thọ Bà sống đến 100 tuổi Quá thị báo hậu Đương sanh vô ưu quốc độ Vô ưu quốc độ chính là thế giới Tây Phương cực lạc Bà ở trong tu đạo Có nhân duyên thù thắng Nghe được Phật Pháp Sau khi nghe được Phật Pháp Bà phát tâm niệm và cầu sanh tịnh độ Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thọ mạng bất khả kế kiếp Thọa mạng vô lượng giống như a di đà Phật Hậu thành Phật quả Ở thế giới Tây Phương cực lạc nhất định một đời thành Phật Cho nên pháp môn này Gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này Sau khi thành Phật Quán độ nhân thiên số như hằng hà sa Đây là thanh tịnh liên hoa mục như lai đã nói với quan mục những quả báo thiện mà mẹ ngươi sau này có được đây là câu chuyện về cô quan mục chính là bồ tát địa tạng phát nguyện lúc còn tu nhân sau khi phật nói xong Nói giới định tự tại dương Mời xem kinh văn Phật cáo định tự tại vương Nhĩ thời Là hán phước độ quan mục giả tức Vô tận ý Bồ Tát thị Vị là hán lúc đó Người dạy quan mục lúc đó Cứu độ mẹ Hiện nay chính là Bồ Tát Vô tận ý Đây là Bồ Tát đẳng giác thở đó là một vị la hán, la hán không nhất định là tứ quả, các vị phải biết sơ quả cũng gọi là la hán, nhị quả tam quả cũng gọi là la hán. Hiện nay là bồ tát đẳng giác, quan mục mẫu giả tức giải thoát bồ tát thị, hiện nay cũng là bồ tát đẳng giác. Quan một nữ giả tức địa tạng bồ tát thị, đem nhân duyên kiếp đó của cô thấy đều nói ra hết. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Mời xem kinh văn dưới đây. Quá khứ cũ viễn kiếp trung như thị tư mẫn. Phát hằng hà sa nguyện Quảng độ chúng sanh Phật ở chỗ này Khuyến khích chúng ta thêm một lần nữa Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Trong nhiều kiếp lâu xa về trước Bồ Tát Địa Tạng đời đời kiếp kiếp Đã gặp phải những khổ duyên này nó đã làm sanh khởi bi nguyện của ngài đời đời kiếp kiếp phát nguyện phát hằng hà sa nguyện số lần phát nguyện nhiều như vậy nên tâm nguyện của ngài mạnh mẽ nguyện lực rộng lớn như vậy đối tượng đều là chúng sanh khổ nạn trong tận hư không khắp pháp giới Xin mời xem đoạn kinh văn dưới đây Vị lai thế trung Vị lai thế này Chính là chỉ chúng ta hiện nay Theo như cách nói của người phương Tây Chúng ta hiện nay Cách thời Đức Phật còn tại thế Cũng đã hơn 2.000 năm rồi Theo cách ghi chép của lịch sử Trung Quốc Thì hơn 3.000 năm Cho nên chữ vị lai thế trung Chính là chỉ chúng ta hiện nay nhược hữu nam tử nữ nhân nam tử nữ nhân không có cộng thêm chữ thiện hay nói cách khác người nam người nữ tạo nghiệp bất hành thiện giả hành ác giả nảy chí bất tín nhân quả giả tài dâm vọng ngữ giả lưỡng thiệt ác khẩu giả hủy bán đại thừa giả như thị chưa nghiệp chúng sanh tất đọa ác thú đây là nói đời hiện nay người tạo những nghiệp này trong xã hội ngày nay là quá phổ biến bất cứ lúc nào ở nơi đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy nếu như họ cứ tiếp tục tạo nữa không biết quay đầu thì chắc chắn sẽ bị đọa ác thú Ác thú là ba đường ác Giả lại Con người ở đời là vô cùng ngắn ngủi Trong thời gian ngắn ngủi Rất dễ tạo tác ác nghiệp Tạo tác ác nghiệp cực nặng Trong chớp mắt Là thấy họ phải thọ khổ báo rồi Nhược ngộ thiện tri thức Khuyến lệnh nhất đàn chỉ gian Quy y địa tạng Bồ Tát Thị chư chúng sanh Tức đắc giải thoát Tam ác đạo báo Có bao nhiêu người Gặp được thiền tri thức chân thật có thể dâng theo lời giáo huấn của thiện tri thức thiện tri thức chân thật hiểu rõ đạo lý nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo lời khuyên nhủ của họ là chân thành là từ bi là thân thiết sau khi chúng ta nghe xong sẽ thấy cảm động nhất đàn chỉ gian là chỉ thời gian ngắn ngủi thời gian rất ngắn ngủi bà có thể quy y địa tạng bồ tát quy là trở về trước đây tạo tác tất cả tội nghiệp hiện nay quay đầu không tạo nữa y là nương tựa nương theo lời chỉ dạy của bồ tát địa tạng mà tu hành Lời chỉ dạy của Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Chính là bộ kinh này. Bộ kinh này không quá dài. Không khó để thọ trì. Chúng ta mỗi ngày có thể đọc tụng, có thể hiểu nghĩa, có thể y giáo phụng hành. Đây gọi là Quy y Bồ Tát Địa Tạng. Cái gì nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Phật ở trên kinh thường hay dạy chúng ta Thọ trì đọc tụng Vì người diễn thuyết để gọi là quy y Chứ không phải mỗi ngày đọc kinh Một lần là xong rồi Như vậy không được Tụng một lần là trong A là gia thức của bạn Được tăng trưởng hạt giống thiền nghiệp Hạnh nghiệp của bạn Nếu không sửa đổi Không thể sửa chữa sai lầm Không thể quay đầu Thì vẫn phải thọ ác báo nhưng ác báo này sẽ nhẹ hơn một chút Thời gian thoát khỏi ác đạo sẽ nhanh hơn một chút Đây là điều chắc chắn Nhưng nếu muốn không đọa ác đạo Đó là việc không thể Như vậy thì lý luận về nhân duyên quả báo Sẽ bị lật đổ rồi Bởi vì thường xuyên độc tụng Bạn không có làm Thì ở trong tâm Ở trong A-la-gia thức Hạt giống kinh địa tạng sẽ nhiều nên dễ khởi hiện hành dễ giác ngộ là được cái lợi ích như vậy đến khi nào ở trong ác đạo giác ngộ trở lại bạn liền lập tức lìa khỏi ác đạo ngay nếu trong a la gia thức không có ấn tượng sâu sắc khi gặp những khổ báo này họ không giác ngộ họ không quay đọc thì nỗi khổ này họ đành phải thọ vậy nếu như bạn đọc tụng lại có thể hiểu nghĩa vậy thì cần phải có thiện tri thức duyên của thiện tri thức có sâu cạn khác nhau duyên cạn họ khuyên bạn uy y chừng trong khoảng khảy móng tay duyên sâu thì họ giảng giải sự thật rõ ràng minh bạch cho bạn sau đó khuyên nhủ bạn phải tu hành như thế nào thì duyên của vị thiện tri thức này là sâu rồi bạn đều hiểu rõ ràng minh bạch thực sự quay đầu rồi quay đầu cứu mình không phải cứu người khác nếu như không quay đầu nếu như không cứu chính mình thì nhất định đòa ác đạo rồi là giống như lời mẹ quan mục đã nói tình trạng khổ trong địa ngục không thể nói hết không nhẫn tâm nói thật sự quay đầu y giáo phụng hành Tuân theo lời giáo huấn của Phật Đà Mỗi ngày thọ tri đọc tụng Vì người diễn thuyết Thì người này là Tức đắc giải thoát tam ác đạo báo Nhất định sẽ không tạo nghiệp ba đường ác Cũng không còn thọ quả báo ba đường ác Đây là do nguyên nhân gì? Duyên chuyển rồi Các chị nên biết phật pháp là nói lý những hạt giống tập nghiệp mà bạn tạo tác trước đây vĩnh viễn tồn tại không thể nói bạn hôm nay tu thiện thì cái thiện này có thể bù trừ tội lỗi không thể bù trừ nhau được rồi thiện có quả thiện ác có ác báo vĩnh viễn không thể bù trừ cho nhau được nhưng tội nghiệp sâu nặng thì tội báo này nhất định là có ta hiện nay tạm thời không muốn thọ các ác báo này ta muốn đem quả thiện này hiện ra trước vậy thì được điều này có thể làm đạo lý là ở chỗ nào vậy duyên ta từ đây trở đi đoạn tất cả ác ta đoạn hết duyên ác đi hạt giống ác nghiệp tuy còn đó nhưng không có duyên nên nó không thể khởi hiện hành cái thiện này của ta tuy nhỏ ta tăng cường thêm duyên thiện khiến cho thiện nở hoa trước kết quả trước điều này có thể làm được vậy là hợp lý thật sự là hợp tình hợp pháp hợp lý cho nên chúng ta bắt đầu từ hôm nay trở đi nhất định phải đoạn tất cả ác tu tất cả thiện đoạn tất cả ác tức là dừng các ác duyên lại Tuy trước đây tạo nhân ác cực nặng Mà không có duyên ác Nên nhân ác không thể kết thành quả Tuy thiện rất yếu ớt Làm việc thiện ít Đây là một chút xíu thiện nhỏ cũng được Từ nay về sau Ta tăng cường nó Khiến cho duyên thiện tăng trưởng Quả thiện Hiển tiền trước Vậy thì tốt rồi dưới đây Phật dạy chúng ta dạy chúng ta làm thế nào chuyển đổi cái quả báo này đoạn khai thị này rất quan trọng nhược năng trí tâm quy kính đây là câu thứ nhất đây là căn bản quy là quy y quy y Các gì phải nhớ nhất định phải y giáo Phụng hành mới gọi là quy y nếu như không thể làm được y giáo Phụng hành thì không gọi là quy y bạn chưa quay đầu Quy là trở về Chân thật quay đầu Thì nhất định có kính Thành kính Ấn quan Đại Sư nói Một phần thành kính thì được một phần lợi ích Mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích Đây là có người thỉnh giáo với Ấn Tổ Tu học Phật Pháp Có bí quyết gì để vào cửa Phật không? Đại sư trả lời có Là thành kính Đây là bí quyết vào cửa Phật Cho nên nói một phần thành kính Thì được một phần lợi ích Mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích Thành kính có thể cảm động chư Phật gia trị Chúng ta thấy Cô Bà La Môn, cô Quang Mục Thấy những câu chuyện này Tại vì sao họ có thể được sự gia trì rõ ràng như vậy Là do thành kính Đây là nói tổng quát Bên dưới là nói chi tiết Thành kính biểu hiện ở chỗ nào vậy Chim lễ tán tháng Tán tháng Chính là vì người thuyết pháp Vì người diễn thuyết Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này Chính là tán tháng Bồ Tát Địa Tạng Thích Ca Mâu Phật giảng Kinh Vô Lượng Thọ là Tán Tháng Phật A Di Đà. Là chỉ cho việc giảng Kinh Thuyết Pháp. Phía dưới đây là những việc dụng dạc như hương hoa y phục, các thứ quý báu ẩm thực. Đây là cúng dường. Đều là biểu hiện cho người khác xem. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch, tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 那么。